29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh News 247. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Ngay sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, kiều bào ở UAE chăn trở vì chi phí logistics Việt Nam cao. Chi phí vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang UAE cao gấp đôi Thái Lan khiến các doanh nghiệp khó cạnh tranh, theo ông Huỳnh Bảo Khương. Tối ngày 1 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân gặp cộng đồng người Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE nhân dịp dự hội nghị COP28. Chia sẻ với Thủ tướng, ông Huỳnh Bảo Khương, trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt tại UAE, nói không chỉ hàng hóa Việt Nam vận chuyển sang UAE có chi phí logistics cao mà sang nhiều nước cũng gặp tình trạng tương tự. Đây là khó khăn của nhiều người Việt Nam khi kinh doanh tại UAE. Ông Khương cũng bày tỏ giao dịch bất động sản tại Việt Nam tốn rất nhiều thời gian. Thậm chí có trường hợp vì lý do dịch bệnh không về nước được, phải làm giấy ủy quyền thì bị đánh thuế hai lần. Vì vậy, ông mong Thủ tướng khi chỉ đạo cải cách hành chính quan tâm đến kiều bào. Chung chăn trở, ông Nguyễn Đức Hoàng, doanh nhân Việt Nam tại UAE nói, chi phí vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang rất cao, làm giảm tính cạnh tranh so với hàng Trung Quốc, Thái Lan. Ông mong chính phủ có giải pháp ở tầm vĩ mô để giảm cước vận chuyển hàng hóa đường biển, hàng không. Giảm chi phí vận chuyển sẽ tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam, ông Hoàng bày tỏ. Khó khăn nữa mà nhiều doanh nghiệp tại UAE gặp phải là dù Việt Nam xuất khẩu nhiều nông sản nhưng hầu hết đều chưa có chỉ dẫn địa lý, chưa được bảo hộ. Nhiều nông sản Việt Nam bị làm giả. Đơn cử, nhiều sản phẩm nông nghiệp từ Việt Nam được doanh nghiệp Thái Lan nhập về rồi xuất sang UAE lại mang thương hiệu của người Thái. Nhiều đối tác nước ngoài được các doanh nghiệp mời sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư nhưng chính sách thị thực còn vướng mắc. Do cản này không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp mà còn khiến Việt Nam khó bứt phá. Tôi mong chính phủ sớm có biện pháp giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, có chỉ dẫn địa lý rõ ràng để hàng hóa Việt Nam có sức cạnh tranh cao hơn khi ra nước ngoài, ông Hoàng nói. Chia sẻ những khó khăn của kiều bào, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam và UAE đang đàm phán để ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện CEPA. Khi trao đổi với Thủ tướng, Tổng thống UAE khẳng định không có giới hạn với hàng hóa Việt Nam vào UAE. Nước này mong muốn hợp tác lập trung tâm nghiên cứu của Microsoft tại Việt Nam. Trước phản ánh chi phí logistics cao, Thủ tướng nói, thế kỷ trước, khi Việt Nam trải qua 40 năm chiến tranh, không thể đầu tư cơ sở hạ tầng, thì nhiều nước cùng khu vực có chừng đó thời gian hòa bình. Vì vậy, hạ tầng của họ được đầu tư sớm hơn Việt Nam. Thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực đẩy nhanh xây dựng hạ tầng giao thông, phát triển hàng không, trong đó có những lĩnh vực Việt Nam đã vượt lên. Thời gian tới, chính phủ sẽ có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại UAE để hàng hóa Việt Nam thâm nhập nhiều hơn vào thị trường này. Tiềm năng đã rõ, cơ hội đang rộng mở. Các doanh nghiệp cho rằng đã đến lúc doanh nghiệp logistics tại Việt Nam cần ngồi lại trao đổi với nhau và thay đổi, nếu không sẽ để mất miếng bánh, thị phần của ngành logistics vào các doanh nghiệp nước ngoài trên chính địa bàn của mình. Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đánh giá, để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cần nhanh chóng hoàn thiện chính sách pháp luật về dịch vụ logistics. Nhà nước cần hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics, tiếp tục rà soát các quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm tính đồng bộ của hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải với mục tiêu phát triển ngành dịch vụ logistics. Theo đánh giá của Agility, năm 2022, Việt Nam xếp hạng 11 trong nhóm 50 thị trường logistics mới nổi toàn cầu. Tốc độ phát triển hàng năm của ngành logistics Việt Nam đạt từ 14 đến 16%, quy mô 40 đến 42 tỷ đô la Mỹ một năm. Doanh nghiệp logistics ở Việt Nam cũng tăng nhanh về số lượng. Đến nay có trên 3.000 doanh nghiệp vận tải và logistics trong nước và khoảng 25 tập đoàn giao nhận hàng đầu thế giới hoạt động cung cấp các dịch vụ từ khâu làm thủ tục vận chuyển hàng hóa cho đến khâu đóng thuế hay thanh toán tại Việt Nam. Thông tin này đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.